có thể nói là chọn mặt gửi vàng cho gương mặt đầu tiên và gương mặt cuối cùng. Thì hồi nãy tập chương trình thì mọi người chắc cũng biết được gương mặt đầu tiên là ai rồi, còn gương mặt cuối cùng thì cho Tuấn giữ một tí xíu bí mật cho đến tối nay, khi mà mọi người xem bộ sưu tập thì sẽ biết người đó là ai. Cùng gặp gỡ nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Đúng, đúng.